Chị đi rồi, chị quên lấy rồi. Hello mọi người ha, là cô xin qua một cái bộ nail khác nha mấy chị. Đó, đầu tiên thì cô xin sử dụng cái cây bichu ha. Hôm nay thì cô xin sẽ dùng cái gel up nha mấy chị. Mình sẽ dùng cái móng mà ngắn thôi. Móng ngắn này là cô xin sẽ dùng round, làm đơn giản tự nhiên sơn treo nha mấy chị ha. Đó, làm đơn giản cho nó dài chút xíu xong sơn treo lên. Xong hết thì mình sẽ dùng cái cây TC. Đó, nghe hiểu tiếng Việt không con? Dạ. Hiểu ha. Ok. Xong bắt đầu mình dùng cái cây này để mà mình sủi cho cái mặt móng của mình nó nhám, đồng thời là nó sạch ha. Đây, thấy không? Đó, thấy không? Nó không có nóng nè. Tiện không? Dùng cái cây này. Hồi nãy thì mình dùng cái cây bichu để mà làm sạch mấy cái da chết mọc trên móng. Còn khi mà cái cây này thì mình sẽ dùng cái cây này để mà mình dũa cho cái mặt móng của mình á, nó nhám, nó không còn cái dơ với lại cái oil nữa. Hello chị. Rồi, xong ha. Cái này là mấy anh chị có thể cắt móng bớt nha, mình cắt ngắn cái móng, hoặc là mấy anh chị muốn để thì mình cứ để giống vậy để biết sao không nó bám, nó cắt cho nó đều lại chút xíu, hoặc là mình cắt ngắn đi để hạn chế là keo nó rớt xuống dưới. Đây, cắt ngắn một chút để bé muốn giữ móng một chút xíu ha. Đó, cắt cho nó đều chút xíu nha mấy anh chị. Rồi, khi xong hết phần này rồi thì mình sẽ bắt đầu là mình đo cái size móng ha. Thấy không? Đo cái size móng. Đó, mình đo làm sao cho nó vừa tới nha. Đừng cho nó bị thiếu ha. Rồi. Khi mà đo xong á, mình để theo thứ tự nếu mà mình không nhớ ha. Mình để theo thứ tự giống vậy nè, thấy chưa? Thấy chưa? Mình để theo thứ tự giống vậy nè ha. Cái này á, tuyệt đối mình cũng cho thiếu không, nếu mà nó trong lúc mà nó giống như lấy size nhỏ không có vừa á, mình lấy size lớn á, đôi lúc á, nó lớn hơn chút á, còn dũa nó xuống đây ha, dũa cho nó xuống đây. Để xuống sổ liền không, chỗ này thiếu cuticle chút nè, con lấy cái cây dũa đâu rồi. Xuống chút ha, đẩy nó lên ha. Rồi, qua bên này. Để y chang tương tự giống vậy nè ha.
rồi xong. Được nha, được nha, bên anh là em đặt đồ cũng được nha em ơi. À, bên anh em đặt cũng được. Đó, rồi mấy anh chị dùng cái đầu tròn này nè, mình dũa ở dưới nha. À, em có thể là nhắn tin cho chị nha, chị cho nhân viên hỗ trợ cho cưng để mà em có thể là đặt đồ. Đó. Thank you em nhé. Em nhắn tin cho chị ha. Rồi mình sẽ dùng cái đầu dũa tròn hay là đầu dũa này để mà mình dũa. Và khi dũa không có dũa ngang ha. Cái này á, hay là đầu dũa nhám á, là mấy anh chị dũa mình kéo ra giống vậy nè, thấy không? Mình dũa ngang là nó bị gãy á. Mình dũa ngang giống vậy nó bị gãy á. Thành ra mình dũa khoảng 50%. Hoặc là mình có thể là dùng acetone. Nếu mà mình không dùng cách này thì mình dùng acetone cũng được nha. Đó, mình có hai cái lựa chọn. Mình phải làm đây cho nó không có bóng luôn, tức là nó sạch đó. Nếu mà không là khi mà mình làm là chóc nguyên cái luôn, không. Nên thành ra một là mình phải dụa, hai là mình phải lấy acetone nha. Và tất cả sản phẩm thì anh chị có thể mua tại website silemsupply.com hoặc anh chị có thể tới những cái supply gần nhất nha. Tại có nhiều anh chị ở những cái tiểu bang là không có sản phẩm, hoặc là trong cái tiểu bang nhưng mà xa quá. Đó thì anh chị có thể là mua tại website là silemsupply.com. Hoặc anh chị có thể là tới gọi vô số phone công ty nha, để order 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948. Đó. Và hôm nay thì Quỳnh đang demo tại CL Nail Supply, địa chỉ là 9872 Westminster Sushi Garden Road 92844 nha mấy anh chị ơi. Và ngày mai nữa là cô Sinh sẽ còn một ngày nữa nha. Đó, xong hết này thì mình có thể là phủi sạch nha mấy chị. Phủi sạch cái bụi đi. Xong cái này thì mấy anh chị sẽ để cái primer ha. Đây là cái primer. Thường thì khi mà anh chị làm thấy những cái cuticle da tướng anh chị cắt nhẹ. Tại đây là Quỳnh sẽ cắt ít thôi chứ không có cắt nhiều nha mấy anh chị ha. Còn khi mà mấy anh chị mà làm cho khách đó thì mấy anh chị muốn cắt nhiều thì mình cắt. Ở đây là Quỳnh demo cho bé, tay bé rất là ít da, thành ra là Quỳnh sẽ cắt vừa vừa thôi. Để khi mà bé mọc lại đó, bé không có nhiều da. Tại càng cắt nhiều thì cái da nó càng nhiều, thành ra là mình sẽ cắt ít thôi. Rồi xong hết, mình có cái đèn lớn nha mấy chị.
dùng cái chai này. Mình sơ một lớp mỏng đều ha. Giống như mình sơn bay coat vậy đó, nhưng mà nó chỉ cần mỏng thôi mấy anh chị. Ok, in size. Vô máy ha. Rồi xong, mình cũng là cái chai này. Lấy cái đèn này ha, cái đèn này ha. Xong mình bật lên ha. Rồi. Xong mình sơn đều khoảng là 50. Gạt nhẹ chút xíu keo ha, tùy theo cái độ lõm của tay khách. Ok, cho cô mượn cái tay kia. Đúng rồi. Đó, cái này khi mà mình làm á thì mình làm đập ngón. Không, trước khi để vô ha. Đó, mấy anh chị cho cái tay khách nó qua bên này ha. Rồi, khi xong rồi mấy anh chị chuối xuống nè. Đó, từ cuticle ha, mình úp cái keo xuống. Vừa tới cái phần đầu móng mấy anh chị dần, đưa cái tay người khách đi qua cái đàn treo, đúng không? Thấy không? Đó, và khi mà mình đưa, cái này là con thấy ha. Rồi, ok. Để cho bé thấy cái. Đây, để cao chút nha mấy anh chị. Để cao chút. Gần quá thì đó, mình cho nó khô nè ha, 5 tới 10 giây. Rồi xong, tiếp tục qua ngón khác. Đi 50% móng nè, gạt nhẹ xuống. Gạt nhẹ xuống ha. Rồi, bật lại chế độ cho nó nha. À, có bỏ gì trước khi bỏ một lớp mỏng lên? À, chị để cái primer nhân cưng, chị để primer. Sau đó chị cho một lớp cái cũng là cái chai đó luôn. Chị sơn một lớp mỏng. Chị sơn một lớp mỏng vô. Sơn một lớp mỏng trước á mấy anh chị. Xong rồi bắt đầu chị cũng lấy cái chai này luôn ha, từ cái chai này. Xong bắt đầu chị cho vô cái móng thiếp và mình úp lên. Đây ha. Cái phần dán móng này tuyệt đối là mình không có cho nó dán móng méo, đúng không? Đó, và cái đèn này giúp cho nó khô tạm. Đó, 5 tới 10 giây thôi ha. Rồi xong á, lát á mình thấy nó không có méo rồi á, bắt đầu là mình mới để vô máy lớn, đúng không? Đó nè, hơi chúi cái móng tiếp xuống ha. Mình đưa từ cuticle đi ra nè. Nên thành ra là bất cứ sản phẩm gì á, nó cũng có các cái cách để mà đi làm sao cho nó hiệu quả hết ha. Không, cho vừa thôi, tùy theo là cái móng tay người khách nha mấy anh chị. Đó, từ cuticle nè. Xong mình úp xuống là cái treo của mình chạy theo nè. Thấy không? Treo nó chạy theo nè ha. Rồi. Bắt đầu móng không có bị méo, giữ nghiêm cái vị trí này. Mình cũng không phải là đè mạnh đâu, thấy không? Cô đâu có đè mạnh, đè vừa thôi. Nhưng mà đứng nhẹ quá là nó không có bám vô cái mặt móng, không? Đó, lắc qua lắc về để cho cái treo của mình á nó được cứng. Ha, cứng tạm. Đó, và khi mà mình dán xong á, khi mà cứng tạm rồi nó không có còn nó không có bị méo á, bắt đầu con coi lại cái shape chút ha. Xong hết bắt đầu con để vô máy. Thấy chưa? Đó, rồi khi mà để vô cái máy lớn gọi là coi như là khô luôn rồi đó. Ha, coi như khô luôn rồi. Lát nữa xong hết cô chỉ cái mẹo cho. Lỡ trong trường hợp mình bị bong bóng hay hai bên sai làm gì? Đúng không? Không thể nào mình tháo ra được. Mình phải có cách để mà mình chỉ nó. Rồi chuối tay người khách xuống nè ha, để cuticle vô. Xong đưa vô nè. Đó, giữ im.
lấy ít thôi, thấy chưa, lấy ít thôi, không cho ít thôi nè, tại vì tay con nó đẹp á, không không có cần nhiều keo, con chuối tay ngược hết xuống nè, relax cái ngón này, đúng rồi đó, không xong bắt đầu cô để vô, theo vô, tại con phải chuối xuống để cô đi từ cuticle đi xuống, chứ cô không có đẩy lên, đúng không, cô sẽ từ cuticle cô úp xuống, giúp mình đội nón vậy đó, mình không thể nào từ tường trước mình đội lên được, phải từ đằng sau xong mình úp xuống đó, y chang vậy đó. Đó, rồi xong cái này coi mình kiểm tra trước nè, coi nó bị xếp méo không, xếp bóng méo, ok con để vô máy. Rồi khi mà để vô máy xong cái bên này, lấy cái bên này ra, nếu trong trường hợp con lỡ làm bong bóng á, mà nó vô chính giữa không sao, tại vì nó được bao bọc rồi nó không vô được, nhưng mà nếu mà nó bị bên hông hai bên giống vậy á, con phải lấy đồ con fill nó lại. Lý do tại sao hồi nãy cô đi cái này trước đúng không, đi trước á, để khi mà lỡ mà trong trường hợp đó con dán cái chai này nó ăn. Còn nếu mà không đi trước á, chỗ nó không có, ở bay nó không có gì hết thì con dán cái này không có ăn. Con hiểu không? Dạ, nên thành ra phải có cái bay. Nên á, đây là cái cách để mà mình khi mà mình làm á, là nếu mà nó lỡ trong trường hợp á, nó không có, nó bị bong bóng hay là hai bên hông keo nó không tới, con có biết cách trị ha. Chứ không lý nào mình tháo đi mà làm mới được, đúng không? Đó, rồi con kiểm tra hai bên chắc chắn là nó keo nó đụng nha con. Dạ. Đó, mình lấy tay mình nè ha. Như vậy mình kiểm tra từng ngón thì cái đó là mình đang làm cho mình an toàn hơn. Rồi, bắt đầu con lấy này. Không, mình kiểm tra nè, không có bị nè ha mấy anh chị ha. Không bị bong bóng, hai bên không bị thiếu thì mình ok. Đó. Còn chỗ nào mà thiếu mấy anh chị cho thêm vô. Giống như chỗ này nè, con thấy chưa? Nó bị thiếu chút nè, ha. Con lấy cái này lên, xong con cho cái keo nó vô. Tại cái này nó đầu kim á, con cho nó vô, fill hết ha. Rồi, nó thuộc cái dạng lỏng, thành ra nó sẽ chạy vô. Chạy vô xong cái bắt đầu con để vô cái đèn cho nó khô. Đó, rồi, cho cái đèn vô khô. Đó, thế là xong, thấy không? Đó, thì khi mà xong rồi á, mình mới bắt đầu mình lấy lại xếp cho nó đẹp chút. Tại cái này là tròn ha. Nhưng mà cô sẽ lấy lại thon chút cho con ha. Thon một chút xíu. Và trước khi lấy cho nó thon chút á, con dùng cái chai top này sơn ở dưới trước. Lý do tại vì sao cái chỗ đôi lúc cái keo nó dư. Cái bê của mình nó không có phải là cái dạng mà khô liền, nó bị rít á. Nó bị dính vậy nè. Thành ra khi mình làm á cái bụi nó bay vô. Đúng không? Nó sẽ làm cho cái móng tiếp của mình nó bị dơ ở dưới. Thành ra con seal một chút xíu cái top treo lên. Con thấy chưa? Đó, cái top treo này là không có cần chùi. Nó khô, đúng không? Yeah. Nên thành ra con seal cái này lên. Ha, đây là cái mẹo để cho nó sạch. Nó lát á, nếu mà nó có dơ đi nữa nó không có bị nhiều ha. Rồi. Thấy con thấy dễ làm không? Yeah. Quan trọng là cái cách của mình làm nhé. Thì chủ yếu là mình luôn nhớ cho cô là làm mặt móng phải sạch.
làm nhám cái móng thiếp này. Và phải luôn là dụa cái mặt móng hồi nãy cô làm rất là sạch, thấy không? Vô xong con lại vô. Rồi, bắt đầu xong hết thì mình sẽ dụ xếp nha mấy anh chị. Đó, mình sẽ dụ cho nó nhỏ chút. Nhưng mà mình sẽ lấy cái đầu móng cho nó bự chút. Tại vì bé mới á, bé không có đeo neo nhiều, thành ra mình cũng không có làm dài lắm. Và cũng không có làm cái đầu nhỏ quá, bé không lấy được đồ. Con thấy nhẹ không? Dạ. Nhẹ ha. Rồi, lần sau con thử làm builder treo nữa. Dạ. Nha. Builder treo đây mới là cái móng úp thôi. Gọi là treo úp á con ha. Treo extension á. Nha. Dạ. Không, khi mà cái này xong á mình cũng nên dụ lại xếp. Cái này là móng tròn ha. Nhưng mà cô xin sẽ dụ hai bên thân cho nó nhỏ chút, cho nó tròn thon chút. Đúng rồi, sơn thép sơn sơn thấp xong mình hơ vào đèn nha. Và cái chai mà dùng sơn under móng á, mình dùng cái chai mà cũ á. Đừng có dùng cái chai mới sơn trên mặt, tại vì đôi lúc ở dưới cái móng thiếp á nó bị bụi á mấy anh chị. Thành ra là mình chia làm hai chai nhé. Mình dán label cho nó nhớ. Cái chai nào mình sơn under móng thôi thì mấy anh chị dùng sơn under móng thôi. Tại vì một khi đã sơn under móng, đôi lúc nó có bụi nó mang vô cái chai á, mình sơn lên trên top á là nó sẽ bị dơ. Tại cô xin chia ra làm hai chai á mấy anh chị. Dụ xong thấy nó thon hơn không? À, nên ăn thu quan trọng á, cái phần mà cái xếp nó quan trọng lắm con nha. Dạ. Ừ. Và ngày mai nữa cũng từ 10 giờ tới 5 giờ nhé. Là cô xin hẹn gặp anh chị tại CNL Supply nha. Ngày mai thì mình sẽ còn một ngày nữa là bị mô xô. Và ngày 4, 5, 6 tháng 2 này đã tới cái lớp tháng 2 rồi ha. Thì mình sẽ học về từ cơ bản tới nâng cao. Anh chị nào mà chưa có vận xếp hay là mình muốn nâng cao tay nghề của mình, hay là mình muốn có một cái phần cơ bản vững nhất, thì mấy anh chị đăng ký lớp từ cơ bản tới nâng cao á. Đó, để mà mình luyện lại rồi cho nó vững. Rồi mình làm mới mình tự tin hơn, bảo đảm những cái lớp học của mình á, học xong ra thì mấy anh chị sẽ tự tin ha. Đó, những cái lớp mà học với Christine á là mấy anh chị sẽ là tự tin về, là mình thấy có sự thay đổi liền luôn mấy anh chị. Rồi, khi xong hết rồi thì mình sẽ dụ anh đợt móng. Ôi, cái này không có nha, cái này mình không có dụ anh đợt móng. Chỉ có những cái ngón mà đôi lúc quá nó nhiều quá đó thì mấy anh chị sẽ dùng cái cây này nè ha. Đó, nếu mà nó lỡ bị dính nhiều quá thì mấy anh chị nè mới làm. Thank you Selena, thank you em nhiều ha. Rồi, thấy chưa, mấy anh chị dùng cái cây V1 nè ha, V1 hoặc V2 mấy anh chị chạy ở dưới. Cái này là hiếm khi nó có lắm, và nó rất là mỏng thì mình nên chạy dưới cho nó sạch. Đó, ngón nào có thì khi mà mình làm á mình cũng biết rồi, mình cũng để ý á mấy anh chị. Không, mình lấy cái tay của mình nè, mình nhìn giống vậy nè mấy anh chị ha. Thấy cái ngón nào có thì mình cứ dụa nha.
thank you em. Dạ, có gì không hiểu thì em cứ nhắn qua cho cô nha. Rồi hoặc xem cho mấy cái video, mấy cái like á. Tại thường á video thì đôi lúc á mấy mình coi nhưng mà mình có khúc mắc nào đó mấy anh chị cứ gọi, tại vì thường đa số những cái video là cô xin có làm like hết á. Chỉ là làm video cắt ngắn chạy cho nó vui vui vậy đó. Rồi khi xong hết thì mình sẽ dùng cái cây XF. Mình chạy sơ cái phần critical nha mọi người. Khi mà mình úp xong á, mình cũng nên chạy cái cuticle lại ha. Tại vì đôi lúc á, keo của mình hay là cuticle của mình á, cái móng thiếp nó vẫn hơi dày chút. Đó, cuticle á, nó không phải là dày lắm, nhưng mà mình muốn khi mà tay khách mọc ra đó, thì nó sẽ nằm xuống, nó mỏng. Thì mình nên chạy sơ cái nó được tới hai tác dụng lận. Mình chỉ có chạy sơ cuticle thôi. Thì và mấy anh chị sẽ dùng cái cây XF, mình chạy cho nó an toàn và nó đi rất là nhẹ. Mình không có cần chạy mặt móng đâu, tại mặt móng là thiếp rồi. Relax cơ. Xong rồi mình sẽ bóc tờ ha. Nó kỹ nha mấy anh chị. Tại vì á, nó trên mặt đây nè, nó còn nó còn mà còn bóng bóng giống vậy, đôi lúc mình sơn che không được, không? Mình phải buffer cho nó nhám xuống. Rồi xong, rửa tay nha con. Đi vô đi vô góc bên trái, thẳng vô thấy góc bên trái. Rồi, trước khi rửa tay. Lấy cho cô lấy cái này đã. Xong đánh vào dưới cái. Không. Đánh cho nó bụi. Hết bụi á. Thấy chưa? Tại vì đôi lúc anh khách rửa tay không có vô tới được, đúng không? Đó, mình lấy cái này. Để làm dưới cho nó sạch.
Giờ xong con đi rửa tay đi, rửa tay quay lại ha, cô Sơn chào. Hello, chào chị, chào anh. Rồi, khi xong hết thì mình sẽ sơn keo nha anh chị. Bye anh chị. Hôm nay thì mình sẽ sơn cái màu treo. Ồ, màu treo này đâu. Rồi, ok. Đó, khách sẽ chọn cái màu số 15, SS15 nha mấy chị ha. Sơn keo màu này, cực kỳ xinh. Đây là một trong những cái màu trong collection là Sunset 36 màu nha mấy chị. 36 màu là 3-in-1 matching, thì gồm có một hũ bột, một cặp gel với là liquor. Thì anh chị có thể là bột mình vừa đắp vừa dip nha. Sáng nay thì của Sinh cũng có là một cái bộ nail dip. Và mình sẽ sử dụng cái màu số hình như là số 30. Và trước khi sơn cái màu thì của Sinh sẽ lấy cái chai này luôn ha. Rồi sau đó mình sơn một lớp bay. Rồi khi mà mình thấy những cái da tư tư á, mình tỉa bớt ha. Để lát khi mà mình sơn treo nó cho chút. Tại cái này là mình cắt ít lắm anh chị. Rồi, khi xong hết phần này mấy anh chị sẽ dùng cái chai này và mình sơn một lớp bay lên nha mấy anh chị ha. Mình sơn một lớp bay lên trước nè. Cũng là cái chai này luôn nha mấy anh chị ha. Để vô con. Ok, để vô. Yeah. Cho cô mượn cái ngón này, ngón chính giữa. Rồi khi xong hết rồi là mình sẽ dùng cái chai số 15 mình sơn ha, sơn thật mỏng thôi mấy anh chị.
Rồi mình sẽ sơn cái màu số 15. Sơn thật mỏng thôi mấy anh chị. Không có cần sơn dày đâu mấy anh chị ha. Mình sẽ đi sơn thật mỏng để cho nó không có bị mất shape. Ok, xong, để vô máy nè. Sơn mỏng như vậy là mình không có sợ là nó bị mất shape. Đó. Ok, để vô. Relax, relax. Relax, relax con. Không quét dày thôi chị. Bây giờ chị quét dày cái gì nó cũng chảy hết á. Quét mỏng thôi. Dạ. Một lớp size nì rồi chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok. Rồi, next one. Đó, giống như gặp mấy màu này nè. Hai chị, giống như gặp mấy màu này nè ha. Mình sơn 3 lớp nè. BM nằm lâu rồi. Em cái bột BM đột đột đít. BM hả? BM. BM ở đâu mua mấy cái collection đó? Cái BM cái BM đâu còn nữa đâu chị. Hết rồi hả? Hết lâu rồi. Cái đó của chết hết lâu rồi. Không, mua bên của gì mà. Hồi vậy là chắc hồi đó. Hồi xưa là em bán xong em hết hàng luôn á. Rồi vậy đó hả? Ừ, bán cái đó là lâu lắm rồi. Bây giờ qua mấy màu mới đi. Ừ, BOM gì đó. BOM hả? BM gì đó, em nhớ BM gì đó. Ừ. Giờ qua mấy màu mới. Đó, lúc đó em bán hàng xong là hết rồi. Ok. Hết, bán hết là hết luôn. Da màu rất là xinh nha mấy anh chị. Đó, màu này màu xinh xếp à. Để vô, không dễ sợ. Nó đẹp luôn. Đó, gặp mấy màu này thì mấy anh chị sơn hai nước cũng được, hai nước không phải nó không ra, thấy không, nó vẫn rất là đẹp ha. Nếu mà mình mà muốn cho nó đậm chút hay là muốn cái màu lên á nó giống như vừa ý mình thì mấy anh chị sơn ba nước á, tùy mình. Còn khi mà anh chị sơn cái hai nước á thì nó ra màu giống vậy nè. Đây ha, rồi thank you chị, bye bye. Đây mấy anh chị thấy không, hai nước ba nước nè, hai nước màu rất là đẹp nha mấy anh chị, hai nước màu ra rất là đẹp. Cái này hả, last long ha, treo ốp á là nó ít nhất phải last long là 3 tuần nha mấy anh chị. Mà thường đa số thì mình cho khách 3 tuần thôi, đừng đi lâu quá. Không, nói khách 3 tuần thôi chứ đi lâu quá là mình nó hở ra rồi nó mọc ra, phải không? Để khách quay về sớm. Bye, thank you chị nha. Hôm nay em có demo á chị. Dạ, em có demo hôm nay. Dạ, mai chị rảnh không tới? Không, mai chị đi làm, chị chỉ được nghỉ ngày chủ nhật. Vậy hả? Trời tiếc vậy. Mai mốt em có demo á, chị cho số phone đi xong nhắn. Không, cái ngày chủ nhật là được rồi. Không, đúng rồi, em thường em sẽ em demo thường 2 ngày. Đó mấy anh chị thấy không, màu lên rất là đẹp. Thì tùy theo là mình nha, mấy anh chị muốn màu nhạt á, không có muốn đậm hơn á thì mấy anh chị sơn hai nước. Tại vì cái này á, khi mà càng muốn đậm thì mấy anh chị sơn nhiều lớp thì nó sẽ lên cái màu của mình nó khác chút ha. Còn khi mà anh chị sơn hai nước á, nó giống màu của mình giống như EN vậy đó mấy anh chị. Và khi mà sơn á thì mấy anh chị sơn mỏng giùm em nhé, không có sơn dày. Và thấp hút của mình cũng vậy ha, mấy anh chị sơn đều. Thank you chị đẹp nhé. Đây màu xanh xét cực kỳ xinh nha mấy chị. Lên đẹp quá trời luôn. Ngoài rất là bóng. Làm treo úp mà sơn xanh xét nữa là tuyệt vời luôn mấy anh chị. Màu đẹp lắm. Mà cái màu này mấy anh chị dễ different, cái gì cũng đẹp hết nha. Oh, inside. Rồi, xinh lắm luôn.
Đây ha, đây là một cái bộ nail thì Christine đã xong. Rất là xinh nha. Cái màu này thì mấy anh chị có thể là dạ friend hay là dạ deep friend, cái gì cũng đẹp hết trơn á. Hello chị Thu Trần. Hello mọi người nha. Và hôm nay thì Christine đã hoàn thành xong cái bộ nail. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha, chủ nhật vui vẻ nha. Và Christine sẽ hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình nha mọi người. Đó, và tất cả sản phẩm thì anh chị có thể là order qua website là cnmsupply.com hoặc gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948. Và cái màu của mình nó super ngọt luôn và rất là nhẹ nhàng, màu rất là xinh nha mấy anh chị. Và màu này nằm trong set sunset màu số 15, màu số 15 nha mấy anh chị. Đây màu số 15 nha. Và anh chị có thể là dùng những cái màu trong... Hello hai anh. Khỏe, thank you anh. Và mọi người có thể là dùng cái màu này để mà mình dễ friend. Tại vì trong collection sunset của mình á, những cái màu thạch giống vậy nè, màu rất là xinh và rất là đẹp. Đó, và anh chị có thể là mua tại website của mình là cnmsupply.com nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày xinh đầy vui vẻ nha. Và cái màu của mình gọi là Belly Dancer nha mấy anh chị. Là trong collection là sunset của mình gồm có 36 màu. Và set đó là 36 màu gồm có là 3-in-1 matching ha. Và những cái tông màu của mình nó sẽ là như vậy. Và cái bột của mình, nó gel của mình nó sẽ matching với acrylic nha. Tại vì dip nó nhạt lắm. Thành ra là khi mà làm cái set này á, là nó sẽ matching với cái phần đắp bột nha mọi người. Đó, thank you mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo nha. Và Christine ngày mai nữa sẽ còn một ngày cùng với Sang Phan demo tại CL Now Supply. Địa chỉ là 9872 Westminster, Sushi Garden Road 92844, kế bên tiệm bánh ốc và lạo và bò bảy món Thiên Ân nha mấy anh chị. Thank you mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.